À, chúng ta còn hai cô gái và còn một bạn trai nữa. Vâng, các bạn hãy có đầy đủ vốt cho mình để tí nữa chúng ta có thể vốt một cách chính xác nhất. Và hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ có 15 vốt. Và cái nếu mà bạn nào vốt cho số 15, các bạn hãy xé dọc của cái tờ đấy. Ok. Và bây giờ xin mời bạn Thảo. Thảo Dư. Thảo Dư. Thảo Dư. Xin chào các anh, các chị và tất cả các bạn ạ. Không có chào. Em là Thảo và em là học sinh trường Kinh tế Quốc dân. Hôm nay xin thể hiện ca khúc Hoa Linh Việt Đi. Và người đàn trai là anh Hoàng Minh Nó Xuân Thành ạ. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and saw me out when I lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the thing that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch in the very of the dark. Chú ý hơn một chút về cách nhả chữ của bài hát, những cái âm gió của